Hành niệm quê tôi đắp chiếc gậy hành quân, đắp cho tên gọi là chiếc gậy trường sơn, liên cho đôi chân đường xa không mỏi, liên cho tinh thần là chỉ tiếng cung lui. Gậy trong tay mồ hôi đá bóng, một cố quê hương mang cả mối tình dân, như nhân nhu những ai lên đường mà lời hứa với bao người thân. Trường sơn đang bước quân thù đang vẫy máu, nhưng sáng trưng tiên bao liệt sĩ còn.